Trời này không đếm được luôn, anh giúp 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 này, bạn nào biết cái này bao nhiêu con để con mừng cái gì chịu rồi. Trời ơi anh em ơi, từ nãy giờ mình đã quyết định là sẽ không ăn cái đùi vịt này nữa, nhưng mà mình cứ nhìn cái đùi vịt này hoài à. Ăn hay không ăn, không ăn hay không ăn, nói một lời chứ là trời có ăn hay không đây. Ăn không ăn hay là giờ mình ăn cái. Ủa trời ơi, nguyên con vịt luôn, không cần cái đùi vịt nữa, đi vô đây, vô đây, vô đây. Tào lao nguyên con vịt chết đến nơi rồi nè, đứng đây ăn vịt đó, đi quay lại coi. Đi đâu? Ủa mà cái chuyện gì thì anh kéo. Ồ ok, anh muốn đúng không? Ok, làm vịt nướng khế, đúng rồi, đem hai mấy trái khế làm vịt nướng khế. Khế nướng khế. Em có nhớ cái con ngựa mặt ngu không? Ngựa mặt ngu? À trời, cái con mà nó nhận là anh em sinh đôi với Phong Cận á. Cái gì tào lao con ngựa mặt ngu nó xấu lắm, còn em mặt đẹp trai mà có ngu đâu mà em nói là anh em sinh đôi với em. Trời ơi, bây giờ nè, trong cái world mini world của em này nè, nó không chỉ có một con ngựa mặt ngu đâu, mà bữa nay em đi qua trường học em biết không, nó lên đến 1000 con ngựa mặt ngu đứng ở trường học đó. Trời, nó làm thịt em kìa. 1000 con ngựa mặt ngu, trời ơi anh xạo. Xạo, trời ơi làm gì có vụ mà 1000 con ngựa mặt ngu, có một con à, trên thế giới này có đúng một con ngựa mặt ngu à. Không, trời ơi, 1000 con thiệt mà, trời ơi, không tin thì tôi, trời ơi, không tin gì hết, vậy có 1000 con mà không tin. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ồ ba vậy? Trời ơi, ông cứu tôi đi, trời ơi, có phải là tại vì nó đam mê sắc đẹp của tôi quyến rũ quá mà, nó đẹp dai quá mà, tôi. Bệnh viện, dẫn em đi bệnh viện, cái gì? Trời ơi, rõ ràng luôn là tại vì tôi ham mê sắc đẹp, tôi đứng lại xâm chiếm cái lãnh thổ của tụi mình rồi. Trời ơi, biết không, 1000, 1 triệu con ngựa mặt ngu nó xâm chiếm. Thấy giờ nói rồi, không nghe. Ủa, cái gì mà tự nhiên 100, 1000, 1 triệu gì con ngựa mặt ngu, cái gì mọi người nói vậy? Hồi nãy tôi mới đi học ra, tự nhiên nó đứng một rừng luôn, tôi không dám về luôn, tôi phải bọc hậu tôi về á. Ủa, vậy là ngựa mặt ngu, 1000 con ngựa mặt ngu, trời ơi, sao mọi người nói là mình rối đảo quá anh em ơi. Thôi bây giờ nè, không nói nữa nè, đi tìm cách để gọi là mình phải giết nó, mình phải tấn công nó, mình phải giải cứu chút cái world mini world này của mình thôi. Bây giờ, đi. Nghĩ là Phong ơi, Phong, anh em mình nên cuốn gói ra đi rồi Phong ơi. Đi đâu, trời ơi, tào lao, bây giờ em... Bây giờ sao đánh được 1000 con? Em phải hiểu lý do chúng ta đi là gì chứ, bây giờ ngựa mặt ngu đâu, dẫn em đi. Trời ơi, cái gì đâu mà 1000 con ngựa mặt ngu, 100 con ngựa mặt ngu gì. Ở đây. Ôi qua làm chi, không đánh được đâu, mình từ mẹ cho nên không được thấy lúc cháu anh em. Tôi đã nói với ông rồi, tự nhiên bữa hai ông gây chuyện với nó chi. Ê, đừng mẹ. Ôi, đã nói là không có gì đâu. Không ai gì. Ôi, chạy. Ôi, cái gì vậy, phải từ đem coi. Ôi, cái gì vậy. Alo, ở tổng đài Việt Jet cho 3 máy bay bay luôn từ đây sang Malaysia nha. Ok. Cái gì vậy, sao tự nhiên đặt vé máy bay vậy? Ủa mà sao tự nhiên con ngựa nó, mấy con ngựa mặt ngu nó đông vậy? Ủa, ai biết được, chắc là nó thù em lâu ngày á, rồi nó sinh con đẻ cháu, rồi nó kéo nguyên cả dòng họ tới đây á. Bây giờ em nghĩ vậy nè, đây chính là cái world này, chính là cái world để em quay series cho mọi người xem, cho nên em không thể nào bỏ cái world này được. Em phải chiến đấu. Nhưng mà làm sao mình đánh nó được? Được, mọi chúng ta hãy đi học võ đi. Chúng ta đi học võ cỡ mấy ngàn năm, đến lúc đó bọn nó chết hết, còn 1-2 thằng chúng ta đánh. Ờ thì mấy ngàn năm hình như tuổi thọ con người có 100 năm hay sao ta? Ờ rồi. Tao là mày đưa phương án thì cũng mày. Không, rồi mấy cái bạn mà coi clip ông quay với mấy bạn nó cũng đâu còn đâu. Ờ đúng rồi ha, tính ra 1000 năm là không biết còn YouTuber không cần đó, mình chắc mình cũng xuống mồ luôn rồi. Bây giờ em nghĩ là chúng ta nên đi học võ hay là tìm kiếm vũ khí gì đó để chúng ta tấn công lại bọn nó. Em không thể nào bỏ cái world này được. Không, dạ, em có ý tưởng gì em nói luôn đi, trời xúc dục quá đi. Đi theo em, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu lại với mấy con ngựa mặt ngu này. Ok anh em, mình nhất quyết không bỏ cái world này đâu, mình sẽ chiến đấu với bọn nó. Đi thôi nào. Ok anh em, bây giờ mình với anh Mr. Dịch với lại Timmy đã hẹn bọn ngựa mặt ngu đi ra cái đấu trường này để mình và bọn ngựa mặt ngu này sẽ đánh lộn với nhau. Bộ ba đảo. Ê, phong. Em có nghe tiếng bước chân gì quá trời đất không? Bước chân đâu vậy? Đoàn quân Việt Nam đi luôn ta. Ở bên đây, ở bên dưới này nó có dung nham chứ không có gì. Nhìn thấy chết kìa. Trời. Phong ơi, chúng ta nên đi về nè Phong ơi. Ôi trời. Hồi em thấy hấp dẫn nha, hấp dẫn. Ngựa mặt ngu quá trời luôn, trời hấp dẫn. Dịch, đặt Việt Nam Airlines cho tôi về lẹ đi, tôi muốn về. Thôi trời ơi, đã đi đến đây rồi, phải bây giờ mình đi. Phải làm sao? Ok, bây giờ em sẽ nói thể lệ cuộc thi này ra cho mọi người biết. Đó chính là nhiệm vụ của chúng ta là hãy chạy lại 4 cái cây cột. Anh thấy xung quanh này có 4 cây cột không?
Đó. Thấy. Trên bốn cái cột này sẽ có được súng và kiếm, và để cho mọi người, và nhiệm vụ chúng ta là phải giết hết cái bọn mặt ngựa mặt ngu này và lấy được 100 khối kim cương. Sau đó chúng ta sẽ chế tạo một cái tên lửa và bay lên trên cái cục màu xanh xanh phía trên kia kìa, để chúng ta ăn những ngôi sao và có thể chiến thắng. Là chúng ta đã tiêu diệt được 1100 con ngựa mặt ngu. Hình như này có 100 mà, 100 con ngựa mặt ngu đó. Trời này không đếm được luôn á, giúp này bạn. Okay, nào biết rồi, này bao nhiêu con mẹ con mừng cái gì chịu rồi. Chạy từ từ đấy con kia kiếm kiếm súng, con chia ra đi kiếm súng với trời nó sao sao ra đánh được. Ôi trời ơi, bây giờ em chia ra đi. Ôi đi xuống tặng nó xuống. Tôi đây trời ơi, trời đất ơi, nó kìa, nó đông quá, trời đất luôn. Trời ơi, đông quá vậy trời, nhìn kìa. Thôi không sao cả, mình sẽ giết rồi. Chết đi con nào lên đây tôi giết hết. Ôi có bánh mì nè. Đang giết chúng nó, đừng có nói nữa. Trời đất ơi, cứ giết bọn nó và thu thập kim cương đi mọi người. Ê, nó kim cương này. Chết này, trời ơi, bọn nó đông quá, bọn nó lại cần em nè. Chết này, đông cái gì đâu. Mày. Ui, kim cương này. Quá trời đất luôn, trời ơi. Nó bu không nhìn rồi, nó không bu mình nữa mấy bạn. Cái mặt tôi nguyên một cái màu xanh đen. Tôi không nhìn thấy gì hết. Ok, con bò, nó bò. Đây, mọi người có thể sử dụng cái kiếm để chém làm cho bọn nó văng ra, xịt ra, chính xác tao ra. Ơ đâu, đập tụi mày luôn, lấy kiếm chém tụi mày luôn. Ôi kim cương quá trời luôn nè anh em. Lầm, chết tụi mày đi. Lấy kiếm tạo xong ngu đợt coi, giết chúng nó coi. Chết tụi mày đi, trời ơi. Ê, nhưng mà, tụi rất là nhiều kim cương nó phong ơi. Đúng rồi, nhiều kim cương. Ôi, mọi người, đằng sau lưng anh kìa. Sau lưng anh. Chết nó. Quá trời đất luôn, quá trời luôn. Ui. Mấy ông nhìn chỗ tôi nè, quá trời đất luôn nè. Cứu tôi đi. Đi ra đây. Ơ mọi người đi chung với nhau đi, phụ nhau bắn chứ đi lẻ cái này là chết chắc luôn á. Chết đi lẻ. Ê, mấy ông phải cứu tôi chứ, tôi ở đây nè. Ở đâu? Trời ơi chết rồi nữa. Tôi đây nè. Phong ơi, bắn mẹ xuống với Phong ơi. Tim mày bà đứng ở trên cây cột, bà ngắm xuống và bắn kìa, bà anh thấy bà khơm không? Rồi con ngựa lại. Khá thông minh, từ từ mình phải lên cột mày bắn nó qua đây. Lên cột bắn đi Phong ơi. Lại đây. Trời nó dí mình qua trời đất luôn. Bà đây chạy. Ồ bắn anh nè, sau lưng anh kìa, bắn. Mày dám bắn vịt, giết hết từng đứa, giết hết từng đứa. Ê, tính là chúng nó chết nhiều lắm rồi á. Bọn nó chết nhiều lắm luôn á. Chết, đông quá đông. Ê, chính là bọn này nó chỉ đông với số lượng thôi chứ nó chúng nó không chết. Bọn nó yếu lắm. Ê, xem, em xin lỗi nha, em lỡ bắn chết vịt luôn. Lần kim cương. Mấy cái cột lúc đã đi. Mấy ông có được bao nhiêu viên kim cương rồi? Ấy là có được 49 viên rồi nè. Có được 60 viên rồi nè. Trời đông quá, trời tính ra bọn này nhiều kim cương ghê luôn á. Cho tôi đạn đi Phong, Sắc kiếm á. Lấy bánh mì ra mà ăn. Chúng nó hết bánh mì á. Đạn, bánh mì, lụt bánh mì mà. Đạn đó. Ok. Mọi người có thể ăn bánh mì để hồi máu nha. Ở bên kia còn đông lắm chị ơi. Bên kia còn đông lắm. Sao ăn chiến luôn, tầm này chúng nó yếu rồi. Giết nó luôn rồi, tụi nó hết rồi, còn có mấy con à. Ok, chuẩn bị anh em. Bộ ba bá đạo, biệt đội. Ở chỗ này có khi phải lên đến 1000 con á. Ai giờ sao ông giết tôi vậy? Ông cũng sống à. Chết nè. Ê, đúng rồi, em quên nói cho mọi người là mỗi người trong đây chỉ được duy nhất 10 mạng thôi nha. Chết quá 10 mạng là coi như thua luôn nha. Ê, có chừng. Đây, trời ơi, mấy con ngựa mặt ngu này tuổi gì được. À, mình có cách rồi, mình có cách. Cái gì vậy, cái gì? Triệu hồi thần thú. anh lấy con voi ra anh đánh rồi á, gì sao dịch chơi khô vậy dịch. Ok, giết nó. Đúng rồi. Lấy con voi cho nó châu mỏi mày. Hết mạng rồi. Chết, tôi cũng hết mạng, tôi tạm 8 viên rồi. Ok, dùng kiếm đánh. Ôi, tính ra mình giết cũng gần hết rồi. Cứu tim mi vậy đây, cứu tim mi. Cứu tim mi. Tôi không có gì luôn. Kiếm đâu. Ủa tôi nhớ là tôi bỏ kiếm. Còn đâu, mày ra đây. Ơ, mày kêu cùng mấy con kìa, giết.
Để tôi cầm ổ bánh mì qua tôi hốt nó. Cầm ổ bánh mì. Mày chưa vẫn còn là một con. Mày. Hết chưa. Ôi, gần hết rồi. Cố lên, mình sắp win rồi. Ôi, chính là giết hết bọn này xong mình giàu luôn đó trời. Ôi nhiều, ôi tính ra là ok bây giờ chúng ta hãy cùng nhau leo lên trên cái bàn chế tạo để chế tạo đi mọi người. Ủa đâu rồi, để em xem coi. Bàn chế tạo đâu rồi? Ủa, mọi người được đủ kim cương cho em được à, còn thiếu 6. Trời quá chứ, kim cương giàu luôn nè. Ồ, đâu rồi, để em coi coi. À, Vinh đây. Thiếu 6 viên nữa. Vinh đây, tôi bị kẹt dưới đây rồi Vinh, giờ sao? Lấy thú cưới nhảy lên. Nhảy lên. Giữ phím cách để leo lên. Nó không nhảy lên được ba ơi. Ờ sao thấy ba đáng thương. Ok tôi đi tôi kiếm cái bàn chế tạo coi nè. Bàn chế tạo đâu rồi Phong? Dạ em nó nằm ở trên mấy cây cột này nè anh. Ồ bên này không phải, vậy chắc bên kia rồi. Đi qua bên kia, Mình phải đi kiếm bàn chế tạo các bạn đây. Ok mình sẽ nhảy qua cục bên này xem cục bên này có không nha. Tôi sẽ nhảy lên cục bên đây. À đây này, bàn chế tạo bên đây nè. Bên kia thấy không? Ok bây giờ mình đã giết xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ chế tạo ra một cái tên lửa để chúng ta lên trên kia, chúng ta thắng rồi đúng không? Đúng rồi, đâu coi. Trời ơi, tưởng gì game là dễ. Một ngàn con, thêm một ngàn con tiếp theo. Cho em xin 6 viên kim cương đi dịch. Okay. Mày ơi, lên lên lên. Mày có chưa? Đủ chưa? Đợi em ăn với. Ok nè. Ok đi thôi. Ok. Cho em ăn với nha, đợi em ăn với nha, đừng có ăn. Ok đi, đây nào. Ô thế thì kia, phong lùm phong đây. Ok, trời ơi, đây. Thắng rồi, yeah. Ok, vậy là anh em bọn mình đã có thể chiến thắng được cái trò chơi này và đã giết được hết 100 con ngựa mặt ngu đó. Trời, 100 con đâu trời, chỗ đấy phải đến ngàn con á. Ừ, hơn 1.000 con luôn á ba. Đó khi lên con, khi lên 10.000 con á, nhiều lắm luôn á. Ok, nhưng mà nếu mà anh em muốn là trong những tập sau á, mình sẽ chiến đấu với 1.000 con gì nữa, thì anh em hãy để là bình luận cho mình biết nha. Chẳng hạn như là chiến đấu với 1.000 Timmy, 1.000 Mr. Dịch, 1.000 Phong Cận chẳng hạn. Ok, còn bây giờ thì chúng ta ăn thôi sao mà win thế nào anh em? Ăn thôi nào, dịch ơi, ăn đi. Tôi lần đầu tiên tôi thấy nhiều con mặt ngu vậy luôn trời. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi. Nhớ đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Bye bye.